Cô gái nhỏ nhắn này là Bì Nguyễn, nhỏ và dễ thương ở ngoài đời, nhưng trên các sân đài MMA nước Mỹ và đấu trường One Championship châu Á, Bì Nguyễn lại là một võ sĩ mạnh mẽ, mang biệt danh ông sát thủ Killer Bì. Bì Nguyễn theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm cô 6 tuổi. Kể từ đó cho tới khi trở thành ngôi sao võ thuật ở nước Mỹ, Bì Nguyễn đã phải nếm trải rất nhiều đau thương. Và một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của cô gái 30 tuổi này là bị bạn trai bạo hành, dẫn tới tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt 4 năm. Khoảng 18 tuổi cho tới 22 tuổi, Bì có bạn trai. 4 năm đó bạn trai có đánh Bì. Hồi đó Bì không có Bì không có biết gia đình, Bì không có nói chuyện với gia đình, không có bạn bè, không có ai hết. Lúc mình chia tay đi là Bì không có tin mình. So em đi đi vô học cái lớp Muay Thái để em học bảo vệ cho mình đó. Võ thuật đã giúp Bì Nguyễn vượt qua cú sốc bị bạo hành, giúp cô nhớ lại mình từng là cô gái mạnh mẽ, để rồi từng bước chinh phục các võ đài MMA chuyên nghiệp ở nước Mỹ. Và hiện tại, đang là đài nữ đáng chú ý nhất của One Championship. Bì Nguyễn cũng cho biết, mỗi chiến thắng của cô còn có ý nghĩa giống như một thông điệp mà cô muốn gửi tới những người phụ nữ ở Việt Nam, đất nước nơi cô sinh ra. Võ thuật đã thay đổi cuộc đời của Bì Nguyễn. Vào ngày 6 tháng 9 tới tại nhà thi đấu Phú Thọ ở thành phố Hồ Chí Minh, Bì Nguyễn sẽ lần đầu tiên thượng đài One Championship ở thể thức Muay Thái. Hẳn đây sẽ là một trong những trận đấu mà Bì Nguyễn khát khao chiến thắng bậc nhất trong sự nghiệp của mình. Tất cả có trên Thể Thao Tước.